Nhớ cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum anh chị em nhé. Hôm nay em lên cho anh chị em một con bếp từ hiệu Nationan viền mỏng. Đấy, con này thì là bếp trong dòng này, gọi là dòng VIP của Nationan anh chị em nhé. Dòng VIP của Nationan size 60. Đấy, bếp này là bếp size 60 và đây là bếp âm anh chị em nhé. Bếp âm size 60. Đây, cho anh chị em xem này. Đây, cho anh chị xem ngoại hình này, còn rất là đẹp nhá. 95%. Đây. Cái tem này, còn tem này còn rất là bóng này. Đó. Mã của nó là 3GMTS nhá. Đó, con này thì cảm ứng 13 phím, con này cảm ứng nhạy như iPhone đấy. Con này cảm ứng nhạy như iPhone anh chị em nhá. Kính này cực kỳ đẹp luôn. Đấy, anh chị em nhìn có thể xem này. Kính này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, em có hai con giống nhau nhá. Em có hai con giống nhau, anh chị em lấy con nào lấy. Đó. Thành bậc quá ok luôn. Khay nướng này, inox này, bên trong này sạch tưng từ tầng luôn, không một miếng gì nhá. Anh chị em xem cái thành vách này, thành vách cực kỳ đẹp nhá. Cảm ứng 13 phím, một bên 3 kW, một bên 2.5 kW, nấu cực kỳ nhanh nhá. Con này nấu cực kỳ nhanh và một bên hồng ngoại, đấy hồng ngoại đây lò nướng. Đây em sẽ test cho anh chị em luôn, em sẽ test bên 3 kg trước nhá. Đấy, đầu tiên anh chị em muốn test, muốn bật bếp lên thì nó đã khóa phím như thế này, anh chị em bấm vào đây. Rồi bấm vào đây. Đó, dí vào đây là bấm 3K này, giữ vào đây. Đấy, nhạy như iPhone anh chị em nhé. Cực kỳ nhạy luôn. Khi mà nấu anh chị em mở cái này ra thì để nó hiển thị cái lò nướng này và cái hồng ngoại anh chị em nhé. Đó. Bếp này thì cực kỳ nhìn cực kỳ sang luôn. Nó đẹp như thế này mà. Đó. Thì con này có giá là 9 triệu đã bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhé. 9 triệu đã bao gồm phí vận chuyển. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì alo em. Và hàng của em bảo hành 1 năm. Anh chị em lưu ý nhé, bảo hành 1 năm cho anh chị em thao bổ sung luôn. Đó, hư hỏng lỗi trục trặc gì. Đấy, em sẽ khắc phục cho anh chị em. Và con này rất là đẹp luôn. Đấy, em còn hai con nữa, hai con bên kia nhá. Đó, còn hai con nữa. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì alo em. Đấy, bếp thì nó được như thế này đây. Ngoại hình thì còn khoảng 95%. Mua con bếp này rất là tiện. Đó, size 60. Sôi luôn rồi đấy chị em. Đó, nó đang nóng, nó đang báo này. Con bếp này thì cực kỳ an toàn luôn. Đó, vào nấu con bếp là thấy sướng rồi. Nó cảm ứng như kiểu điện thoại mà giờ nấu con bếp là đã thấy sướng rồi mà. Đó. Đây là con... đây là bấm... hồng ngoại này. Đó. Rồi, đây là lò nướng này. Lò nướng thì đây là các menu của lò nướng này. Đây là các chức năng của lò nướng. Đó. Đây là nướng này. Đấy, đây là tắt đi này. Còn hẹn giờ, hẹn phút này. Cái đấy thì anh chị em về tự tìm hiểu nhé. Hẹn giờ, hẹn phút này thì đơn giản thôi. Ở trên này cũng vậy. Đấy, có cả hẹn giờ, hẹn phút, đồ nấu cơm, nấu nước, đồ đầy đủ tất cả các thứ luôn. Đầy đủ tất cả các thứ luôn nhá. Con này giá là 9 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhé. Rồi, em xin giới thiệu thêm là về cái máy lọc không khí này, máy lọc không khí bù ẩm của Panasonic này. Hiện tại em đang có 3 con đây. Đấy, vừa về vừa vệ sinh luôn, trắng trẻo đẹp như ngọc trinh nhá. Đó. Thì đây là con máy Panasonic. Dòng này là dòng VGX. Đấy. Đây. VX FVXG35 nhá. Đấy, FVXG35. Thì con này có thể đánh phòng khoảng 30 mét vuông đổ về anh chị em nhé. 30 mét vuông đổ về. Hàng của Panasonic thì cực kỳ bền luôn anh chị em nhé. Cực kỳ bền luôn và cực kỳ có giá luôn. Đó, lưu ý là như vậy. Thì đây, em sẽ test con ở giữa trước này. Đấy. Thì tất cả ba con này này nó giống nhau thôi. Nó không có gì khác nhau cả. Và giá nó cũng giống nhau thôi. Em bán sẽ kèm cho anh chị em thêm một cái màng lọc mới như thế này. Đấy, màng lọc HEPA mới này. Trị giá cái màng lọc này hơn 300.000 nhá, 350 một màng này nhá. Cái màng này không là 350 rồi. Và em bán cho anh chị em với cái giá là cực kỳ ưu đãi luôn. Một con như thế này em bán bao ship luôn là 2.4 triệu. 2.4 triệu một con. Đấy, và tác dụng của cái con này là gì? Tác dụng của con này là gì? Thứ nhất. Đấy, để từ từ để em nói tác dụng nhá. Tác dụng của con máy lọc không khí này là gì? Là thứ nhất là đánh sạch bụi bẩn ở trong phòng này. Thứ hai, đánh ion, đấy, đánh ion khử khuẩn khử virus cái đồ đấy. Đấy, bụi là nó sẽ bụi mịn ạ, những cái bụi mịn ở trong không khí và trong phòng mình đấy, nó sẽ hút bụi những cái bụi đó luôn.
Và thứ ba, nó bù ẩm. Đấy, nó bù ẩm. Những anh chị em nào ở ngoài Bắc bây giờ hiện tại đang rất là nóng, có điều hòa, nhà rất điều hòa, mua con này về đổ nước vô có cả thêm chế độ bù ẩm là quá là ngon luôn. Đấy, và giá con này thực sự anh chị em nào biết dùng thì mới dùng được. Bởi vì sao? Con này điện 100V nhá. Đấy, cái này điện 100V và cái này nó dùng thì rất là ok. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì alo em. Đó, cái này á có trẻ con, nhất là nhà có trẻ nhỏ, mới để trẻ nhỏ á thì nó sẽ tránh những cái trường hợp bị đường hô hấp. Đấy. Nhưng nó những có chẳng hạn như các con virus hay con đồ đó nó ở trong không khí á thì cái này nó sẽ đánh được nhá. Đấy, nó đánh được. Nên là anh chị em yên tâm dùng. Đó. Rồi, một con như này em bán cho anh chị em là giá là 2.400.000 đã bao gồm phí vận chuyển anh chị em nhé. Lưu ý là tới tận nhà và anh chị em sẽ được tặng một màng lọc mới. Màng lọc mới anh chị em nhé. Lưu ý là màng lọc mới, không phải màng lọc cũ. Màng lọc cũ em vẫn lắp trong đây, màng lọc cũ vẫn ở trong đây. Và em tặng thêm cái là màng lọc mới này nữa. Đó. Thế là anh chị em khi nào dùng cái kia nó dơ quá em bỏ đi, thay cái này vào cho em nhá. Đó, giá là 2.400.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đây, chức năng của nó thì em sẽ giới thiệu qua. Thì đây là cái chức năng mở này. Đấy, còn đây là nó báo độ ẩm này. Còn đây là chế độ Eco Navi này, tiết kiệm điện này. Còn đây là hẹn giờ này, 2 tiếng này hoặc là 4 tiếng. Đấy, 2 tiếng nó tự nó tắt hoặc là 4 tiếng nó tự nó tắt. Đấy là tùy anh chị em thôi. Còn đây là các chế độ của nó này, đây là tự động này. Đấy, tự động thì nó sẽ có bù ẩm. Đây không có nước nó sẽ báo cái đèn nó báo lên là đổ nước vô này. Còn đây là chế độ lọc không khí và bù ẩm. Đấy, nó sẽ báo là phải có nước này. Còn đây là cái chế độ này là chế độ lọc không khí không có bù ẩm. Đó, đây. Thì quạt mình có thể chỉnh là từ mạnh, yếu, dần và tự động. Đấy. Thì đây là cái chế độ này có bù ẩm nhá. Còn cái này là bù ẩm không này. Cái này là lọc không khí này. Đấy, con này tự động này. Thì tùy anh chị em thôi, thích chọn chế độ nào thì chọn, đấy là việc của anh chị em thôi. Rồi, đó thì sơ qua sơ lược về nó là như vậy thôi, nó đơn giản lắm. Thì anh chị em nào có nhu cầu thì alo em nhá. Đấy, một là bếp từ nha, hai là máy lọc không khí thì cứ alo em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em, nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Chào anh chị em.